Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Senior IT. Mình là Eric. Tiếp tục với tutorial học làm full stack developer một cách miễn phí. Thì trong video lần trước mình đang dừng lại ở chỗ mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta cấu hình một cái project Node.js theo cái chuẩn mô hình MVC cũng như là chúng ta đã có thể tạo được cái file view trên cái project của chúng ta rồi. Thì trong video này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về database cũng như là chúng ta sẽ cần phải cấu hình cho cái thằng Node.js này để nó có thể kết nối được đến database của chúng ta thì trong cái dự án này cũng như là trong xuyên suốt dự án này thì mình đã quyết định sử dụng một cái cơ sở dữ liệu là MySQL một cơ sở dữ liệu quan hệ chứ mình không sử dụng cơ sở dữ liệu phi quan hệ là MongoDB bởi vì là các bạn hình dung là tùy theo cái nhu cầu của dự án của chúng ta thì cái 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 yêu cầu của dự án của chúng ta là làm lại cái website để lấy khám bệnh thì với cái yêu cầu này thì với một cái hệ cơ sở dữ liệu quan hệ thì nó sẽ giải quyết bài toán tốt hơn so với việc chúng ta làm một cái sử dụng một cái database là cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu download cái phần mềm có tên là Sam thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm này. Thì tại sao mình lại dùng Sam BP ấy? Nếu bạn nào mà code PSP rồi thì các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ cài luôn PHP vào cho các bạn. Thì lý do mình dùng cái này Bởi vì là cái này nó rất chi là dễ sử dụng Cũng như là cài đặt nó đơn giản So với các bạn mà nếu mà các bạn cài cái MySQL Workbench ấy, MySQL, MySQL Workbench này Thì nếu mà các bạn cài cái này ấy Thì nó cài đặt nó khá chi phức tạp Mà vì là bởi vì là bản chất nó đều dùng hệ cơ sở dữ liệu uh, SQL cả thôi Thì chúng ta cài Jam hay chúng ta xài cái MySQL này Nó hoàn toàn giống hệt nhau nếu như bạn nào máy tính của các bạn đã cài đặt sẵn mysql workbench rồi thì các bạn sẽ không nhất thiết các bạn phải cài sam bb đâu tuy nhiên là do máy tính của mình không có sam cũng như là mình cũng không có mysql thì mình sẽ bắt đầu cài đặt thằng sam này lên thì từ các video tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta thì mình sẽ gõ google là download sam và mình sẽ nhấn enter này thì ngay đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái dòng là Apache này, apachefriends.org thì chúng ta sẽ click vào đây luôn thôi Thì mình sẽ để cái đường link của cái file download đấy Ngay dưới phần miêu tả của video để các bạn có thể tiện để các bạn có thể click vào download luôn nha Thì đây thì các bạn có thể thấy rằng là Các version của jam ấy Thì bạn thấy là nó hỗ trợ cho Windows này Thì uh, for Windows thì chúng ta sẽ dùng cho Windows For Linux thì các bạn sẽ tải cho Linux và cho cái Mac OS cho cái Mac OS đấy thì các bạn sẽ tải cho Mac OS nha thì ở đây thì cái version của ram nó khác nhau những cái gì thì trước tiên các bạn có thể thấy là cái version mà càng mới thì nó hỗ trợ PHP càng mới thôi thì cái PHP này chính là cái phụ thuộc của nó hay nói khác là cái dependency của cái cái gói package này các bạn không cần phải quan tâm đến thằng PHP này đâu thì ở đây thì mình sẽ cài cái version mới nhất của nó luôn thì tại thời điểm này mình sẽ xài cái version là 8.6 thì mình sẽ nhấn vào cái chữ download 64 bit này. Thì à, ngay lập tức thì cái thằng Jam nó đã tải xuống cho mình rồi. Thì à, đối với cái thằng Jam này thì khi chúng ta cài đặt trên Windows ấy thì nó chỉ cần next next và các bạn chờ nó cài đặt thôi và mặc định nó sẽ cài vào ổ C cho chúng ta. Thì à, trong cái lúc mà cái thằng Jam này nó đang tải xuống thì à, như máy tính của mình là nó đang khoảng là chờ khoảng một phút nữa thì mình sẽ nói dự định tiếp theo của mình thì chúng ta sẽ dùng một cái package của Node.js hay nói cách khác là trên thư mục ở uh, trên cái npm này thì các bạn sẽ gọi cho mình là SQLize thì uh, cái đối với thằng Node.js ấy hay là thằng Express chúng ta muốn làm cái gì thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải tải thư viện về thôi nó không hỗ trợ gì hết đâu bạn nào mà dùng Laravel rồi thì các bạn có thể biết là thằng Laravel ấy hay thằng uh, Thằng, thằng Spring Boot ấy, nó hỗ trợ ORM rồi Các bạn sẽ không cần phải cài đặt nữa Ở đây thì uh, mình sẽ vào cái trang này ngay, ngay cái trang đầu tiên là SQLite Thì cái package này Được khoảng 800 lượt tải 800.000 lượt tải một tuần Thì uh, SQLite này Thì hiện tại version của nó đang là version 6 Thì các bạn lưu ý một điều nhé Kể từ bây giờ thì mỗi một lần Mà mình cài đặt một cái package gì Thì mình sẽ cài version đấy vào Thì như vậy thì sau này các bạn mà có theo dõi Tutorial của mình thì bắt buộc các bạn sẽ cài cái version cho nó chính xác Bởi vì hôm trước mình mới đọc cái document của thằng này Thì các bạn biết rằng là từ version 5 nó nhảy lên version 6 Nó thay đổi rất chi là nhiều Từ cú pháp cũng như là cách thức hoạt động của nó Thì ở đây thì cái xem p của mình nó đã tải xong rồi Thì mình sẽ click vào ngay cái biểu tượng này Click một cái thôi nha, không cần phải click hai cái đâu Thì mình đang chờ cho cái máy tính của mình nó nhảy lên cái pop up là Rồi, mình sẽ chọn Yes ngay tại đây thì các bạn chờ một chút để cho thằng Jam này nó có thể cài đặt Thì thằng Jam này thì nó có cái Nami này, đây là một tập đoàn thôi Thì nó có một cái pop-up là Important như thế này Thì các bạn sẽ nhấn OK thôi, chúng ta không phải quan tâm đến cái này đâu Tiếp theo là nó có một cái pop-up Welcome như thế này Thì các bạn sẽ chọn Next này Thì mặc định ấy nó sẽ cài một cái máy ảo cho chúng ta có tên là Apache này Nó sẽ cài máy SQL cho chúng ta cài tiếp một cái server là Tomcat thì cái này chỉ là những cái server để cho chúng ta gọi là chạy trên máy ảo thôi mặc định thì nó sẽ cài thêm cái ngôn ngữ là PHP này hay là peer cái này thì các bạn cũng kệ luôn nha chúng ta sẽ để cái gọi là chúng ta sẽ để cái cấu hình mặc định như thế này và chúng ta sẽ nhấn next thôi mặc định thì nó sẽ cài vào cái ổ C sàn PP thì mình khuyên các bạn chúng ta sẽ giữ cái ổ gọi là cái ổ nguyên thủy này chúng ta không nên thay đổi nó bởi vì sau này chúng ta muốn cấu hình những cái gì trong này thì chúng ta sẽ vào cái thằng này để chúng ta cấu hình thôi Và mình sẽ nhấn next này Thì uh, cái folder này nó nói là nó not empty này Thì uh, chọn một cái folder khác Thì uh, lý do nó not empty bởi vì là trước đấy máy tính mình Mình đã cài thằng giam rồi Thì để mình check lại xem Thì máy tính mình có thằng Jam này rồi Và mình sẽ cần phải check lại xem là cái thằng uh, Mình sẽ mở cái control panel lên Và mình sẽ xem là mình có thằng giam BP chưa Thì hôm trước là do mình có reset lại máy tính tuy nhiên là các phần mềm nó được giữ nguyên nó không mất đi thì do thằng windows ấy, thằng windows nó reset lại máy tính của mình thành ra nó bị cái hiện tượng như vậy tức là mình chưa tháo phần mềm ra thì ở đây thì mình sẽ cần phải xóa cái thư mục này đi mình chứ mạnh tay mình xóa thôi chúng ta không sợ gì cả đâu thì các bạn chờ một chút để trong lúc cái máy tính của mình nó xóa cái thư mục cũ này đi thì các bạn để ý rằng là cái này mà nó mà sau này các bạn dùng càng lâu ấy các bạn có nhiều project trong này thì cái khối lượng của nó nó phải lên đến gần một ghi lận đấy Tuy nhiên thì một ghi đối với máy tính của chúng ta thì nó cũng chẳng thấm vào đâu cả thì đây của mình thì nó đang xóa rồi nó đang chờ một chút để cho nó gọi là resize to window này thì cái này nó phải quét này còn như máy tính của mình mình dùng máy cái của Photoshop ấy thì nó có khi nó đến cả 3 4 ghi thậm chí là 5 6 ghi ấy nếu mà chúng ta dùng về lâu dài thì mình sẽ dừng video một chút để cho nó xóa cái dự án này Ôi, nó xóa 99%, chín phần trăm một trăm phần trăm xong luôn rồi thì đây thì mình sẽ nhấn next lại này thì lần này nó đã được rồi thì mặc định nhé các bạn thấy là nó hỗ trợ hai cái ngôn ngữ này cái ngôn ngữ thứ hai mình cũng không biết là ngôn ngữ gì thì ở đây thì mình sẽ setup up 100% phần trăm bằng tiếng anh nha rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhấn next này thì cái cuối cùng là các bạn sẽ bỏ cái tick này chúng ta sẽ không cần phải gọi là lơn about cái bit nami này đâu và chúng ta sẽ nhấn next thôi thì chúng ta nhấn next một cái nữa này thì cái quá trình nó cài đặt này thì nó sẽ hơi lâu một chút nó sẽ thường kéo dài từ 5 đến 10 phút phụ thuộc vào tốc độ máy tính của các bạn tuy nhiên thì khi chúng ta cài xong ấy thì chúng ta có thể chạy được cái thằng sam này luôn cũng như là chúng ta có thể là test luôn cái db của nó nó dễ dàng hơn rất nhiều nếu như mà các bạn cài cái thằng MySQL Workbench ấy. Như lúc nãy mình có nói là nếu như bạn nào mà cài cái MySQL Workbench này, nó sẽ cài lên rất nhiều cái và nhiều cái chúng ta sẽ không cần dùng đến thì mình đã dùng cái này rồi thành ra đây là cái mà mình chia sẻ với các bạn cũng như là chúng ta sẽ chọn cái nào dễ nhất để chúng ta cài đặt ngày xưa thì thời mình là sinh viên ấy có một chuyện buồn cười là thằng bạn của mình nó không cài được cái mysql workbench này và cuối cùng là để cho nó kết nối được thì thì nó đã giải quyết bằng cách là nó sẽ cài cái sàn bb bởi vì bản chất là nó đều kết nối đến một hệ cơ sở dữ liệu là máy sql hay nói cách khác là cái hệ cơ sở dữ liệu quan hệ thì hệ cơ sở dữ liệu là giống hệt nhau thành ra là các bạn dùng phần mềm nào cũng được thôi. sau này thì các bạn đi làm thì các bạn có thể dùng Oracle hay các bạn dùng Postgres thì nó đều nói chung là đều là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ cả, nó không khác nhau gì đâu. thì chúng ta sẽ có một cái package là SQLite này. thì à, để rõ hơn thì nếu các bạn nào mà vào trong này thì các bạn sẽ thấy là nó không có document gì nhiều đâu. nó sẽ có một cái trang là document version 6 này. thì à, ngày xưa mình làm cái dự án mà là lịch khám bệnh ấy thì mình dùng version 5, bây giờ nó đã lên version 6 rồi các bạn có thể để ý thấy rằng là hai cái version này nó đã chia document khác hẳn nhau rồi tức là nó đã có những sự thay đổi đáng kể thì đây thì mình sẽ dùng thêm một cái công cụ nữa của thằng sqlite đó chính là mình sẽ dùng thằng sqlite coi tức là chúng ta sẽ dùng giao lệnh dòng lệnh để có thể kết nối đến hệ cơ sở dữ liệu này thì đây chính là cái bắt đầu của thằng sqlite thì mình sẽ gõ thêm một cái là sqlite SQLite uh, COI Thì mình sẽ cần phải có thằng này Thì uh, mình sẽ cần phải uh, Get started đây, à không, mình sẽ cần phải đọc document của thằng này Để chúng ta, mình muốn là mình sẽ cài đặt chính xác cái version của nó Thì ở đây thì uh, mình không biết rằng là cái version của thằng này là version bao nhiêu Thì mình sẽ check trên cái npm này Thì để mình cần uh, tên, mình cần tên cái version của nó thôi thì đây thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt thằng A thằng này chính là version 6.2 ở đây thì uh, chúng ta để mình xem nào npm install chuyển dev thì uh, trước tiên chúng ta sẽ cài đặt như thế này nhá đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn uh, ctrl k các bạn sẽ cài như mình này mình sẽ gõ câu lệnh trước này chúng ta sẽ cài dần trong cái lúc mà cái cái sàn B của chúng ta nó đang cài đặt thì uh, đầu tiên mình sẽ mở cái nút lên mình sẽ gõ câu lệnh này các bạn sẽ gõ tương tự mình nhá npm install trừ trừ save này chúng ta sẽ hai gõ hai cái dấu là trừ trừ save sau đấy là viết cái chữ trừ đép liền vào chúng ta sẽ dùng cái câu là SQLite SQLite cách ngang CLI chúng ta sẽ A còng version của nó là 6.2.0 để mình check lại một lần nữa xem là cái version của nó chính xác là 6.2.0 là cái version mới nhất tại thời điểm năm 2021 gần tháng 6 2021 thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh này thì mình sẽ copy cái này đầu tiên nha thì mình sẽ copy này Và mình sẽ vào cái project của chúng ta Mình sẽ mở vào cái dấu cộng này Để cho nó sang một cái tab mới này Và mình sẽ nhấn phải chuột một cái Thì nó sẽ có câu lệnh này luôn Mình sẽ nhấn enter này Thì à, các bạn sẽ cần chờ một chút Để cho nó cài đặt cái SQLite COI này cho chúng ta à, Ở đây thì à, do mạng buổi tối của mình nó hơi chậm một chút Nên là cái SQLite này nó cần kết nối này Thì à, trong lúc mà nó đang cài đặt như thế này rồi thì mình sẽ check lại cái cái document của nó thì đầu tiên để sử dụng cái COI này ấy, cũng như là các bạn biết cái COI này nó viết tắt của cái từ là Common Line Interface tức là từ này Common Line Interface uh, Interface tức là giao diện giao tiếp dòng lệnh thì uh, các bạn hình dung rằng ví dụ như chúng ta dùng cái CMD của Windows ấy cái terminal này chính là một cái interface hay nói cái khác là một cái COI thì cái comment cái comment from này của Windows thì được gọi là một cái COI thì tương tự vậy đối với cái thằng SQLite COI này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái giao diện thì giao diện thì nó không chính xác bởi vì là chúng ta sử dụng lại cái giao diện của thằng Visual Studio Code rồi nó cung cấp cho chúng ta những câu lệnh để chúng ta có thể thao tác với cơ sở dữ liệu của chúng ta thì đây thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải dùng câu lệnh là mpx sqlite coi init này Uh, thì ở đây nếu như mà các bạn dùng câu lệnh này Thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái thư mục config này Tạo ra cái thư mục model Tạo ra một cái thư mục là migration Và tạo ra một cái thư mục tiếp là seeder Thì uh, mình sẽ copy câu lệnh này nha Mình sẽ copy này Và mình sẽ mở lại cái thằng này Thì uh, ngay lập tức của mình đã cài xong rồi này Thì mình sẽ đóng tất cả những file này lại Và mình sẽ mở cái file package.json của mình lên Thì uh, các bạn có thể thấy rằng là Cái này của mình nó đã thêm một cái là SQLite CLI 6.2.0 này vào rồi. Thì đây, các bạn sẽ nhấn sang một cái tà, chúng ta vẫn ở nguyên cái tab này. Các bạn sẽ cd, các bạn sẽ gõ cái từ cd cho mình và các bạn sẽ gõ từ config cho mình nha. À, src đấy. Thì cd này nó viết tắt của từ change directory. Thì à, có một cái cái pop up như thế này hiện lên thì các bạn sẽ nhấn allow nha để cho nó accept. Cái này chỉ là chúng ta đồng ý cài đặt cái thằng sam này thì nó cài đặt sắp xong rồi. Thì các bạn sẽ cd vào cái thư mục src cho mình. Thì các bạn có thể thấy là cái chữ src nó hiện ngay tại đây rồi. Tức là chúng ta đã di chuyển vào bên trong thư mục src. Và các bạn sẽ nhấn phải chuột để paste cái câu lệnh mà chúng ta vừa copy. Đó chính là mpx sqlite coi init. Và các bạn sẽ nhấn enter này. Thì à, chúng ta sẽ chờ một chút xem có lỗi gì không này. Của mình thì nó đã uh, receive undefined. mpx cài đặt nhưng mà receive undefined. Uh, cái này không biết là nó cái lỗi gì đây thì uh, mình sẽ gõ lại một lần nữa này uh, mất be anshing thì uh, mình sẽ copy uh, cái cái câu lệnh này mình sẽ nhấn phải chuột này uh, mình sẽ copy cái dòng uh, dòng này mình sẽ bôi đen và mình sẽ nhấn ctrl c mình sẽ cần phải google xem là cái lỗi này là nó do đâu xảy ra ở đây thì uh, cái này mình sẽ gõ thêm tự chữ là SQLite CLI mình sẽ enter như thế này past Murphy đây. Feather. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.